Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Mforex, mình là Minh. Hôm nay chúng ta đến với cái chủ đề rất là hot ở trong cái thời điểm hiện tại, đó là gì? Là làm như thế nào để chúng ta có thể mua dầu dự trữ ở trong cái bối cảnh mà giá dầu nó đang, theo như mọi người, nó đang giảm rất là sâu và nó đang đến một cái mức nó là khá là đẹp để nó buy và để hold trong dài hạn với kỳ vọng là ai cũng có thể kiếm được lợi nhuận từ cái việc hold dầu này, đúng không ạ? Và tất cả ở mọi người mà mình thấy trong tất cả những cái nhóm và trong những cái kênh ở trên Facebook hoặc là trên Telegram hôm qua mình thấy đang rất là hot về cái việc mà mua dầu ở đâu và lưu trữ dầu như thế nào và làm như thế nào để kiếm được lợi nhuận từ cái việc để chúng ta mua dầu, đúng không ạ? Và đây là một vài comment mình đọc được trên Facebook. Rồi mình sẽ chỉ ra cho mọi người sau khi đọc được những cái comment này, mình sẽ chỉ cho mọi người thấy là mọi người đang mới bước chân vào cái mảng Forex này và mọi người chỉ có đọc báo, đọc tin là mọi người thấy giá dầu giảm thì ai cũng muốn là mọi người mua dầu rồi để hold thôi. Hoặc mọi người đánh coin, hoặc mọi người làm nhân viên văn phòng, hoặc mọi người làm bất cứ một cái việc gì khác ở ngoài xã hội. Thì cái việc mà mọi người muốn mua dầu ở đây đó chỉ là một cái hình thức là gọi là mình nghĩ nó là một cái hình thức FOMO để kiếm được lợi nhuận, trong khi mọi người đang rất là thiếu kiến thức về cái lĩnh vực dầu này. Nói riêng, dầu nói riêng và cái lĩnh vực hàng hóa nói chung ở trên thị trường Forex. Và mình sẽ đọc cho mọi người một vài comment dưới đây để mọi người hiểu được là có thấy hình bóng của mình ở trong đó hay không, đúng không ạ? Đó là giờ mà đánh dầu có sàn nào giá 1 đến 2 đô một thùng không nhỉ? Âm thì càng tốt, bạn em đang có 100k muốn đầu tư. Anh em chuẩn bị ôm được rồi nhé, sắp về không, giá như trên sàn giá này thì tất tay các bác ạ. Đó. Tuy nhiên, lại có rất nhiều người người ta chưa có một cái ý niệm gì về cái sản phẩm dầu này và cách thức giao dịch của cái sản phẩm dầu này ở trên thị trường Forex. Ví dụ như là các bác chơi sàn XM có tìm được giá dầu không ạ? Em từ tìm từ chiều đến giờ mà không biết nó biến đâu mất. Dầu bây giờ giá loạn xạ vãi, TradingView giờ giá 5 đô. Đó. Còn gì nữa? Em tưởng giá nó đang thấp, mua và đợi nó lên thì sẽ lãi như vàng, đúng không ạ? Hoặc là có những cái bạn bạn đã mua rồi và bây giờ bạn đang bị âm âm đến hơn 1.000 đô. Với comment rất đơn giản là em thất bại rồi. Trong khi các bạn đang mua một cái loại hàng hóa mà bạn không biết các bạn đang mua là hàng hóa gì. Đó cái hợp đồng gì. Ở đây mình sẽ chỉ cho các bạn cái sự khó hiểu hoặc là cái sự mà rất là dễ bị nhầm lẫn khi mà các bạn nhìn thấy cái giá dầu ở trên thị trường. Đó là gì? Đó là ở trên TradingView hiện tại đang có hai cái mã dầu mà mọi người hay xem nhất và hay sử dụng nhất. Đấy là mã mã ở đây mình đã lốt sẵn ở đây, đây US Oil. Thì mọi người có thể thấy ký hiệu ở đây mã nó là CFD on WTI. Đó. Một cái mã là UK Oil, nó CFD on Brent. Đó. Và tiếp theo sau đấy nó là có một cái giá mã là CL1.than với cái mức giảm dầu của kỷ lục, đấy là Light Crude Oil Futures. Đây là cái mã giảm kỷ lục của ngày hôm qua, tức nó giảm đến âm, mức giảm kỷ lục của nó cao nhất của ngày hôm qua là âm đến 40,32 đô cho một thùng dầu. Có nghĩa là gì? Tức là những cái người người ta đi mua dầu, người ta lại còn được trả thêm tiền để người ta lấy cái tiền dầu đấy về, đúng không ạ? Nghe rất là vô lý đúng không? Nhưng mà ở trong phần sau video này mình sẽ giải thích cho mọi người là tại sao lại xảy ra cái tình trạng mà giá dầu nó có thể về cái trạng thái nó âm âm được, đúng không ạ? Nghe rất là vô lý. Đó, đó là hai cái mức giá, ba cái mức giá ở trên TradingView mà mọi người hay biết. Tuy nhiên, ở trên bất cứ cái sàn giao dịch nào mà mọi người đang sử dụng thì mọi người có thể thấy là gì? Đó là cái mức giá dao động của nó loanh quanh vào cái mức giá thấp nhất hôm qua nó chỉ rơi vào khoảng 13 đô 9 đến 14 đô thôi. Và cái mức giá dao động ở thời điểm hiện tại nó khoảng 15 đô đến 15 đô 9. Đó. Thì ngay tại thời điểm hiện tại khi bạn bước chân vào thị trường bạn đã thấy là tại sao ở trên TradingView giá của nó chỉ có 0.1 đô rồi 0.01 đô mà trên sàn của mình nó không bán cho mình được giá đấy nhỉ? Đó, đúng ạ. Tại vì sao nó lại như thế? Thì mình sẽ giải thích cho các bạn ngay sau đây ở trong những cái phần sau của cái video này. Tuy nhiên, chúng ta cần phải biết là cái loại hàng hóa chúng ta đang giao dịch nó là cái gì, đúng không ạ? Đó. Dầu nó là một cái loại hàng hóa mà với cái nguồn cung mà nó hữu hạn nhưng mà nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái nền kinh tế toàn cầu. Thế nên là gì? Thế nên là chính những cái yếu tố đó nó đã khiến cho dầu trở thành một trong những cái thị trường biến động nhanh nhất ở thời điểm hiện tại và nó có giá trị nhất tại thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, những cái nhà giao dịch mà không hiểu được những cái đặc điểm độc đáo của cái thị trường dầu này thì chúng ta sẽ không tận dụng được tối đa những cái cơ hội giao dịch đang tồn tại và đang có trên thị trường này đâu. Đó. Và cái thứ hai, chúng ta cần phải biết là loại dầu nào đang được giao dịch, đúng không ạ? Ví dụ như ngày hôm qua các bạn mở báo, mở chí và tất cả những cái nhóm hội trên Facebook thì bạn thấy giá dầu giảm đúng không? Tuy nhiên là những cái giá dầu
ở trên thế giới nó không phải chỉ có một cái mã nó là dầu đâu, mà thực ra trên thế giới có hơn 160 loại dầu thô khác nhau được giao dịch trên thế giới. Và dựa vào đặc tính hóa học cũng như về hàm lượng lưu huỳnh hay độ nặng nhẹ cũng như mức độ khan hiếm của loại dầu, mỗi loại dầu thô lại có cái giá trị kinh tế khác nhau. Đó, được chưa? Và cái giá dầu được định giá dựa trên các tiêu chuẩn dầu mỏ, và có hai cái nhóm dầu có tiêu chuẩn cao thường được nhắc tới nhiều nhất trên các bản tin, đó là West Texas Intermediate, tức là cái mã của nó WTI đó, và cái mã còn lại là mã Brent đó. Thì đây là cái mà phần nó giải thích cho là tại sao ở trên TradingView nó có hai cái mã dầu nó là như thế, nó là US và UK, nó là như thế. Thì cái thằng US nó là tượng trưng cho những cái dầu mà nó được khai thác ở Mỹ, còn UK nó được khai thác ở cái vùng biển Brent. Ở bất cứ một cái sàn Forex nào nó đều có hai cái loại dầu đó được giao dịch, một là cái loại Brent, một là cái loại Brent thì nó sẽ mã của nó là UK, còn loại ở bên kia là WTI, đó là loại bên Mỹ thôi, sẽ là US đó, được chưa? Thì hầu hết mình thấy mọi người hay chơi là cái mã là US Brent, à quên, US WTI, tức là mã US. Thì bình thường là cái mã US Oil và cái mã UK Oil này thường cái mức giá nó sẽ khá là tương đồng, và có hướng đi rất là tương đồng đối với những cái giá nó chạy trên sàn. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại nó có đang một cái sự biến động nó rất là lớn liên quan đến cái dịch Covid, và nó ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng đến rất là mạnh đến đến cái giá và cái cách hiển thị của hai giá này ở trên sàn, nó cụ thể như sau. Thì ở đây các bạn đã thấy giá của nó đang là 0.01 đô, còn trên sàn nó đang là 15,93 đô. Về bản chất thì hai cái về bản chất ấy, các bạn đừng quan tâm đến giá vội, mà các bạn để quan tâm đến cái hình thức đầu tư. Mình sẽ giải thích cho các bạn là ở thời điểm hiện tại các bạn có những cái cách nào, các bạn có tiền và có thời gian thì có những cái kênh nào để giúp các bạn đầu tư được vào dầu. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn 5 cách để đầu tư vào dầu đến thời điểm hiện tại, đó là những cách sau. Đó là thứ nhất là thông qua hợp đồng tương lai, đó là future contract, hoặc là hợp đồng quyền chọn option, hoặc là hợp đồng chênh lệch giá, hoặc là qua cái việc mua cổ phiếu của các công ty năng lượng hoặc các cái quỹ ETF đó. Thì cái cách mà đơn giản nhất để tham gia thị trường là thông qua cái hợp đồng chênh lệch giá, tức là cái hợp đồng CFD đó. Thì cái này nó đơn giản, nó chỉ như là một cái mã chứng khoán dành cho dầu thô thôi, thì cái giá của CFD dầu thô cũng chính là cái giá tiêu chuẩn của dầu, nó là WTI hoặc là giá dầu Brent đó. Thì CFD là viết tắt của cái từ gì, nó là viết tắt của từ contract for difference, tức là hợp đồng chênh lệch. Thì về cơ bản của cái hợp đồng này thì nó tạo ra khi mà các bạn không, tức là về mặt ý niệm ấy, tức là các bạn không cần phải sử dụng và không cần phải sở hữu cái loại hàng hóa đó như cách đầu tư truyền thống. Ví dụ như là nếu muốn đầu tư vào công ty, trước tiên là trader cần phải mua cổ phiếu của công ty đó bằng giá cổ phiếu hiện tại. Muốn đầu tư vào vàng hoặc dầu thô thì cần mua một thỏi vàng hoặc một thùng vàng, à một thùng dầu, đúng không ạ? Và sau đó là gì? Sau đó là chờ đến khi giá của chúng tăng lên và bán ra với mức giá cao hơn để ăn lợi nhuận từ sự chênh lệch. Thì giao dịch CFD cũng tương tự như vậy, trader mở một lệnh giao dịch với mức giá hiện tại, sau đó chờ đến khi giá tài sản tăng hoặc giảm rồi ăn lợi nhuận hoặc chịu thua lỗ dựa trên cái sự chênh lệch này. Nhưng cái điểm khác biệt lớn nhất giữa giao dịch CFD và giao dịch đầu tư truyền thống là trader không sở hữu cái tài sản đó, tức là các bạn không có một cái thùng dầu nào ở trong nhà, các bạn không có một cái thỏi vàng nào ở trong nhà. Và đây là cái ưu điểm của CFD so với những cái loại hợp đồng khác, khi mà các bạn không phải chịu những cái phí như là phí lưu trữ, phí bảo quản, phí vận chuyển, tiền bảo hiểm, phí bảo vệ cho những cái loại hàng hóa đó. Và ưu điểm thứ hai của nó là gì? Là giao dịch CFD không có cái ngày hết hạn. Thì cái ngày hết hạn nó có đóng một vai trò nó quan trọng như thế nào thì mình sẽ giải thích cho mọi người ở trong cái lựa chọn thứ hai khi chúng ta đầu tư vào dầu, đó là những cái hợp đồng tương lai và cái hợp đồng quyền chọn đó. Cái ưu điểm thứ ba của nó là CFD cho phép các bạn bán khống, tức là khi các bạn nhìn ra một cái xu hướng giảm giá, một cái xu hướng giảm giá rất là mạnh, thì các bạn có thể mở một cái lệnh bán, các bạn có thể mở một cái lệnh bán ở đây, và khi mà giá nó càng giảm bao nhiêu thì bạn sẽ kiếm lời được bấy nhiêu. Đến đây chúng ta đã hiểu được thêm một cái chữ nữa ở đây, là từ cái từ CFD ở đây nó nghĩa là gì, tức là cái này nó là cái mức giá nó thể hiện cho những cái giao dịch của cái hợp đồng khác biệt, tức là của cái hợp đồng CFD đó. Thì bình thường cái mức giá này và cái mức giá trên những cái các bạn sàn giao dịch nó sẽ gần gần như là nó sẽ tương đồng với nhau, nó sẽ đồng điệu với nhau đó. Nhưng ở đây cái giá mà 0.01 đô này nó sẽ không xuất hiện trên bất cứ một cái sàn giao dịch Forex nào mà các bạn đang giao dịch đâu, cho nên các bạn đừng đi tìm cái mức giá này. Bởi vì sao? Bởi vì cái giá này là cái giá mà nó không phải là cái giá nó giao dịch thực tế ở trên thị trường. Những cái giá ở trên cái sàn giao dịch Forex nó mới là cái giá giao dịch thực tế ở trên thị trường.
Đó là gì? Đó là cái giá giao ngay ở thời điểm hiện tại. Khi mà các bạn vào lệnh thì đây là cái giá giao ngay thời điểm hiện tại. Thì đâu đó nó chỉ rơi ở đây nó khoảng 15 đô 8 đến 15 đô 9 ở thời điểm hiện tại. Chứ nó không bao giờ nó có giá 0.0 mấy đô để các bạn kỳ vọng là chúng ta có thể mua được giá 0.01 đô để đến khi mà dầu nó lên đến 1 đô thì các bạn sẽ lãi được 100 lần cái tài khoản đó, 100 lần cái lệnh đó, thì không có cái chuyện đó đâu ạ. Chúng ta chơi ở sàn nào chúng ta phải sử dụng cái giá ở sàn đó. Và không có một cái giá nào nó, mình nhắc lại, không có một cái sàn nào nó mở cho bạn cái giá kia đâu để các bạn tìm và các bạn mua. Đó, đúng không ạ? Và ở thời điểm hiện tại mà mình nghĩ với một cái góc nhìn về phân tích kỹ thuật thì đó là rõ ràng các bạn nhìn thấy ở đây nó là trong một cái xu hướng giảm giảm dài hạn luôn. Thì cái việc mà mua để chúng ta cố gắng chúng ta bắt đáy ở thời điểm hiện tại nó đang rất là rủi ro, thực sự đang rất là rủi ro. Và mình nghĩ là với những người chưa kinh nghiệm thì để mở một cái lệnh bài của chúng ta hold cái tài sản này lên thì nó sẽ rất là rủi ro. Có chăng nó chỉ là những cái đợt sóng hồi để nó ăn ngắn thôi, cái đợt sóng hồi để nó ăn ngắn thôi, chứ còn để mà khi chúng ta có một cái đợt mà chúng ta bứt phá mạnh, khi mà nó phải phá được cái chen giảm này cơ, thì đấy lại mới là cái thời điểm để hợp lý để các bạn mua vào đó, đúng không ạ? Thì bản thân là những cái hợp đồng ở trên những cái sàn giao dịch này nó cũng là những cái hợp đồng CFD thôi, nhưng cái giá, cái phần khác nhau đó là cái mức giá thể hiện nó khác nhau, bởi vì trên những cái sàn giao dịch là nó dựa trên những cái giá giao ngay chứ nó không sử dụng cái giá trên TradingView đó. Thế nên là cái câu hỏi này, câu hỏi của các bạn là tại sao giá trên TradingView và giá trên các sàn khác nhau là đã được trả lời rồi, bởi vì cơ chế hiển thị ở trên hai cái nền tảng đó nó là khác nhau, và cái giá trên TradingView là giờ chỉ để cho các bạn để tham chiếu thôi. Đó. Đừng đi tìm bất cứ một cái sàn nào, đừng đi hỏi ai bất cứ một cái sàn nào là giá 0.01 đô, nó là một cái mức giá nó sẽ không có sàn giao dịch nào nó mở cho bạn đâu. Đó, đó là về các cái hợp đồng CFD. Còn cái cách thức thứ hai để các bạn đầu tư vào cái thị trường dầu này, đó là một cái cách thức nó chuyên nghiệp hơn so với các cái hợp đồng trước, đó là cái giá mà các bạn đầu tư vào đấy, là cái hàng hóa các bạn đầu tư vào đấy, là đầu tư vào cái hợp đồng tương lai hoặc là hợp đồng quyền chọn ở trên các cái sàn giao dịch hàng hóa. Thì hai cái loại hợp đồng này cho phép bạn mua bán dầu thô vào một ngày nhất định trong tương lai với một mức giá thỏa thuận ở thời điểm hiện tại. Đó, đấy là cái vấn đề mà khi mà lúc nãy mình bảo những cái hợp đồng CFD nó không có kỳ hạn, nó sẽ có một cái lợi ích nó là như thế. Thì cái đây là một cái công cụ phòng ngừa rủi ro biến động giá tương lai phổ biến của các cái thương nhân và của những cái tập đoàn cũng như là những cái tổ chức lớn ở trên thế giới. Còn tuy nhiên đối với những người giao dịch nhỏ lẻ chúng ta sẽ rất là bị nhầm lẫn. Tuy nhiên bên cạnh đó, cái nhược điểm của cái hợp đồng tương lai này và hợp đồng quyền chọn là nó quy mô rất là lớn. Cái giao dịch ít nhất của nó là thường đến 10.000 thùng trên một hợp đồng. Nên là những cái nhà giao dịch nhỏ mà để có được đủ số vốn để đạt cái mức là giao dịch tối thiểu á, thì nó sẽ rất là rủi ro và nó sẽ rất là khó. Và cái mức giá ở trên TradingView, mà cái mức giá CL1.2 ở trên TradingView ấy, cái mức giá mà hôm qua các bạn có thể thấy mà nó giảm đến mức mà âm 40 đô ấy, thì đây là cái mức giá ở trên cái sở giao dịch hàng hóa ở New York. Đó, thì các bạn phải vào ở đây là cmegroup.com thì các bạn để thấy là contract month, đây là cái hợp đồng của tháng 5. Thì chúng ta thấy là cái ngày giao hàng đầu tiên và cái ngày giao hàng cuối cùng của nó chậm nhất là giao hàng đầu tiên là vào ngày mùng 1 tháng 5 và chậm nhất vào ngày 31 tháng 5. Thì trong hôm qua nó có cái sự kiện đó là vào ngày 21 tháng 4 là cái hợp đồng tháng 5 này nó hết hạn và nó chuyển sang cái hợp đồng tháng 6. Điều đó có nghĩa là gì? Đến cái thời điểm hết hạn, nếu mà những cái người nào người ta đang giữ một cái hợp đồng mua, thì đến cái thời điểm trong tháng 5 là họ sẽ phải nhận cái số dầu đó về cái kho dự trữ hàng của người ta, và ai giữ cái hợp đồng bán thì người ta bắt buộc người ta phải giao cái dầu đó cho những cái người mua. Và ở đây ý mình nói cái việc mà mua bán dầu ở đây là mua bán dầu vật lý nhá, tức là nó phải có những cái sự hiện hữu của những cái thùng dầu. Thì ở đây các bạn sẽ thấy một cái vấn đề nó xảy ra, đó là các bạn có thể nhìn thấy là giá ở đây nó đến âm đô. Thì điều đó có nghĩa là gì? Là những cái nhà sản xuất dầu, những cái nhà khai thác dầu nó đang phải trả thêm tiền cho những cái người mua để người ta mang những cái thùng dầu đấy đi. Bởi vì sao? Bởi vì hiện tại có những cái yếu tố nó ảnh hưởng rất nhiều đến giá dầu. Đó là gì? Đó là về tình hình của dịch bệnh corona, nó là làm cho tất cả những quốc gia trên thế giới nó đang gần như nó vào cái trạng thái đóng băng, nền kinh tế đình trệ, giao thông vận tải đình trệ, đi lại đình trệ. Đó, đó là những cái mà các bạn thể nhìn thấy trực quan, đấy là những cái mà nó sử dụng dầu và sử dụng xăng hàng ngày. Đi lại mà các bạn phải cần xăng, cần dầu để các bạn đi lại, đúng không? Các cái phương tiện vận chuyển vận tải nó cần phải dùng xăng, dùng dầu để đi lại. Và hai nữa là gì? Là tất cả những cái hoạt động kinh tế mà sử dụng đến xăng dầu và những cái hoạt động công nghiệp ấy, là nó cũng đang dừng lại rồi và đang bị đình trệ rồi. Trong những cái báo cáo nó đang cho thấy là nhu cầu dầu trong tháng 4 và tháng 5 của năm 2020 giảm đến 20-30%, và trung bình trong cả năm 2020 là sẽ giảm đến 5-7%. Đấy, một cái mức giảm rất là lớn. Nhưng mà bên cạnh đó,
tất cả những cái tổ chức khai thác dầu thì nó vẫn khai thác được dầu hàng ngày, khai thác được dầu hàng ngày, bởi vì họ đã đầu tư vào đó rất là nhiều tiền rồi, đầu tư vào hệ thống, đầu tư vào máy móc khoan thăm dò, rồi tiền nhân viên, rồi tiền kho bãi các thứ. Thì họ không thể nào ngày một ngày hai họ bảo là hôm nay chúng tôi khai thác được 100 triệu thùng một ngày, ngày mai chúng tôi sẽ không khai thác một cái thùng nào nữa đó cả. Thì đấy là một cái câu chuyện nó rất là bất hợp lý ở trong cái lĩnh vực kinh doanh, và nó không thể đơn giản như cái suy nghĩ của các bạn đâu là giá nó đang giảm thì các bạn cứ mua đi thì đến ngày mai ngày kia các bạn sẽ có lời, đúng không? Nếu mà các bạn mua những cái thùng dầu thực tế này này thì các bạn sẽ phải chịu rất nhiều cái chi phí. Mình có thể kể qua cho các bạn là chi phí về lưu trữ hàng hóa, chi phí về bảo quản, chi phí vận chuyển, chi phí bảo vệ, chi phí bảo hiểm, đúng không? Bởi vì chắc chắn là các bạn không thể các bạn mua một thùng được, đúng không? Bởi vì cái hợp đồng của nó, cái giá trị ít nhất của nó là 10.000 thùng, đúng không? Thì bạn thử tưởng tượng là để xếp được 10.000 thùng vào nhà của bạn thì nó phải tốn bao nhiêu diện tích cho một cái thùng dầu như thế, mà mỗi cái thùng nó phải to như một, nó phải to hơn cái bình ga của các bạn ấy. Thì đó, nó lại tốn bao nhiêu diện tích để các bạn lưu trữ, mà lưu trữ nó không phải là lưu trữ nó chỉ đơn thuần là để trong nhà các bạn lưu trữ được đâu, nó phải có đủ điều kiện về nhiệt độ, đủ điều kiện về an toàn, đủ điều kiện về cháy nổ đó, đúng không? Và chưa kể các bạn để chở được những cái hàng hóa đó đi thì các bạn phải có cái chi phí vận chuyển về những cái đầu mối, về những cái kho bãi các bạn, rồi phải chi phí bảo vệ, rồi chi phí bảo hiểm, đúng không ạ? Rất rất nhiều cái chi phí mà các bạn không tính vào, các bạn chỉ nghĩ đơn giản là mua được giá rẻ và các bạn cứ hold đó là giá nó sẽ tăng, đúng không ạ? Nhưng thực tế nếu mà các bạn mua dầu vật lý chắc chắn các bạn sẽ không bao giờ các bạn có được cái mức lợi nhuận như các bạn kỳ vọng đâu, bởi vì nó ăn vào những cái chi phí vận hành nó rất là nhiều. Và đấy là cái cách thức mà chúng ta sử dụng cái hợp đồng tương lai và cái hợp đồng quyền chọn ở trên những cái sàn giao dịch hàng hóa, ví dụ như sàn giao dịch hàng hóa New York, để chúng ta đầu tư vào giá dầu. Thì mình thấy cái cách này nó cũng không không khả thi lắm so với những cái người mà đầu tư nhỏ lẻ, những cái trader nhỏ lẻ. Còn cái cách cuối cùng mà các bạn muốn đầu tư là đó là thông qua việc mua chứng khoán của các công ty năng lượng, hoặc là thông qua mua những cái quỹ quỹ mở, đúng không? Nhưng mà những cái đầu tư này nó sẽ không cho các bạn biến động giá nó nhanh ngày một ngày hai như các bạn đầu tư ở trên những cái hình thức trên, là giá nó sẽ biến đổi rất là chậm, nó dựa vào tình hình sản xuất kinh doanh của cái tập đoàn đấy, của cái công ty đấy, và sử dụng dựa vào cái mức độ sản sinh ra lợi nhuận của những cái công ty đó, đúng không ạ? Đó thì nó có năm cái hình thức như trên, nhưng tựu chung lại của các bạn thể nhìn thấy rõ ràng đó là gì, là cái hình thức đơn giản nhất các bạn thể ai cũng có thể tham gia đầu tư vào, đó là đầu tư thông qua cái hình thức CFD. Thì mình nghĩ là đối với tất cả những cái nhà đầu tư thì nên đầu tư thông qua hình thức CFD bằng cách là giao dịch ở trên những cái sàn Forex. Còn về cái việc giá ấy, thì bây giờ cái giá của mã US Oil trên TradingView nó chỉ tham khảo thôi, và các bạn đánh ở sàn nào thì các bạn nên sử dụng chính cái chart của cái sàn đó, thì các bạn đưa ra quyết định và có một cái mức giá mua nó hợp lý. Còn cái giá trên TradingView giờ nó sẽ chỉ tham khảo cho đến khi mà giá nó quay lại một cái mức mức mà nó đúng hơn đó. Và các bạn để thấy là trong qua có hai cái mốc giá mà nó thay đổi rất là mạnh, đó là US Oil thì về 0.01 đô, nhưng cái mà dầu Brent ấy, thì nó vẫn là đang giữ ở mức 25 đô đó. Dầu Brent ở trên TradingView ở 25 đô, đúng không ạ? 25.56. Thì ở trên tất cả những cái sàn Forex thì nó rơi vào mức khoảng 25.01, 200.02 rồi. Tức là bình thường là những cái mã ở trên sàn và những cái mã trên TradingView nó giống nhau. Nhưng chẳng qua là hôm qua nó có sự biến động rất là lớn do những cái hợp đồng tương lai nó hết hạn, và do sự ảnh hưởng rất lớn của cái Covid nên là nó bị ảnh hưởng rất là nhiều đến cái việc mà giá nó bị tụt như thế. Tất cả những cái nhà sản xuất họ đang đều muốn đẩy cái dầu của họ đi càng ngày càng tốt đó. Thì mình nhắc lại một lần nữa là cái động thái đấy của họ là để chứng tỏ là cái phi chi phí lưu trữ ấy, và cái chi phí bảo quản của những cái tài sản nó rất 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 là lớn hơn rất nhiều, thậm chí nó lớn hơn rất là nhiều so với cái chi phí nó khai thác được những cái thùng dầu đó. Thế nên là đến cái thời kỳ đáo hạn mà không ai muốn là nó phải thực hiện cái việc mà nó sử dụng cái quyền mua của họ nữa, bây giờ ai chỉ muốn bán tháo đó đi thôi đó, đúng ạ? Thì tóm lại là gì, là chúng ta có năm cái hình thức để chúng ta đầu tư, và chúng ta đã hiểu được là dầu nó có hai loại là dầu của bên Mỹ và dầu của bên UK, và cái mức giá chúng ta thì thấy là giá ở cái sàn Forex và cái giá trên TradingView, cũng như là cái giá của trên cái sở giao dịch hàng hóa New York, thì nó có cái điểm gì nó giống nhau về bản chất, nó khác nhau về bản chất, nó như thế nào. Mình hy vọng là qua cái video này mình đã giúp các bạn hiểu rõ hơn và có một cái nhìn đúng đắn hơn về thị trường dầu và những cái hướng mà để các bạn có thể đầu tư và các bạn tiếp cận được dầu. Nhưng mình nhắc lại các bạn một điều duy nhất, đó là cũng giống như những cái công cụ tài chính khác thì đầu tư vào thị trường dầu nó cũng có cái rủi ro của nó. Cách duy nhất để giảm thiểu rủi ro và có thể sinh lời được trên thị trường này là gì?
đó là các bạn phải trang bị cho bản thân những cái kiến thức cơ bản của loại hàng hóa này, cũng như là cái lịch sử phát triển của ngành dầu mỏ, và đừng quên là cập nhật thêm tin tức ở trên tất cả những cái trang web và những cái kênh YouTube, ví dụ kênh YouTube của Emforex. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại trong các bạn trong những cái video lần sau. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi gì về bất cứ những cái lĩnh vực nào trên Forex thì các bạn có thể liên hệ với mình. Tất cả các bạn.